Hello, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với cả đồ gỗ mỹ nghệ Gia Thịnh. Và ngày hôm nay thì em vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế được mệnh danh một cái tên vô cùng đặc biệt anh em ơi. Đấy, một sản phẩm này có được tên đó chính là bộ quốc sắc thiên hương và được chế tác theo dòng gỗ là gỗ hương đá. Một trong gỗ ở thời điểm hiện tại được rất nhiều các bác khách hàng quan tâm và lựa chọn sản phẩm này về cho không gian phòng khách của gia đình nhà mình. Một trong những cái mẫu sản phẩm mà phải được nói là vô cùng đơn giản, sang trọng mà thể hiện được cái sự đẳng cấp, cái sự quyền uy của gia chủ. Và ngày hôm nay thì em vừa hoàn thiện xong đây là một bộ mộc bao gồm là 6 món, gồm một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn kẹp và một chiếc đôn con. Đấy, tổng quan về sản phẩm này thì đang được làm với dòng gỗ hương đá này. Đấy, các bác có thể đi sâu vào đây cùng ngắm nhìn với em. Đấy, và dòng gỗ này đang để mộc mà các bác nhìn được từ cái màu gỗ. Đấy, được chọn từ những cái phôi gỗ rất là già và đường vân gỗ rất là đẹp vào ngày hôm nay. Đấy, và bộ sản phẩm chiếc đoạn này em đang làm kích thước là dài là 2m50, sâu là 73 và cao là 1m14. Riêng một chiếc đoạn văng dài thôi có thể lên tới từ 4 cho đến 5 người ngồi trên sản phẩm này vẫn phù hợp và rất là rộng rãi các bác nhá. Đấy, với những cái lỗ hàng như này ngồi rất là êm ái và cũng như là thoải mái. Sản phẩm này khi mà em hoàn thiện lên là các bác có yêu cầu hay là muốn ngồi êm ái hơn thì có thể là làm thêm một bộ đệm da ở bên trên. Đấy, làm thêm bộ đệm da ngồi rất là sướng các bác ạ. Và tiếp theo món thứ hai của sản phẩm ngày hôm nay sẽ bao gồm là có hai chiếc ghế đơn. Với kích thước em đang làm là chiều ngang là rộng là 1m15, sâu là 73. Đấy, các bác có thể xem này. Đấy, khi mà một chiếc ghế đơn là một mình em thì cao tầm 1m75, nặng khoảng tầm gần 70 cân. Đấy, ngồi lên chiếc ghế này rất là rộng rãi các bác nhá. Đấy, và sản phẩm này thì được thiết kế theo lối hàng là hàng mộng tàu và toàn bộ phần trương đây làm là trương liền. Đấy, ván thì cũng là làm liền tấm, đục cảnh là bông sen. Đấy, đại diện cho những cái sự thanh cao, sự quyền quý anh em mình ạ. Đấy, và toàn bộ phần mộng đây được ghép rất là bén và phần tay này cũng được thế, làm toàn bộ là dày là 4 phân. Và kết cấu bằng những cái phần khung xương đây rất là dày dặn và đều được làm ván bao quanh, xoay huỳnh, lồng ván các bác nhé. Chân là chân 12 và là khung tranh dày là lên tới là 4 phân. Đấy, ván mặt dày là 2 phân và toàn bộ các bác nhìn em này. Đấy, riêng cái ván này thôi phải chọn ra được những cái cây gỗ nó có cái tuổi đời lâu năm thì nhìn được những cái tấm ván này nó mới nổi được vân đẹp như này. Và nhìn chất gỗ hương đá mà có những cái đường vân đen như này các bác ạ, thì là một cây gỗ nó phải thật sự rất là già và có cái độ tuổi là khoảng tầm 5 đến 70 năm mới có thể tạo ra được tấm ván này. Đấy, và chính diện của sản phẩm đây thì có một chiếc bàn rất là to. Em đang làm với kích thước chiều rộng lên tới là 81 và chiều dài là 1m57. Toàn bộ cái phần thông số của chiếc bàn này làm theo là số đỏ lỗ ban các bác nhá. Đấy, số đỏ lỗ ban. Đấy, và bên trong này cũng có chiếc ngăn kéo này. Đấy, review cho các bác chiếc ngăn kéo này thôi. Đấy, thật sự khi mà em có thể nhìn được chiếc ngăn kéo này mà các bác đánh giá về sản phẩm này cho em. Toàn bộ phần ngăn kéo đều được làm theo lối hàng mộng tàu từ đằng sau. Đấy, ra đằng trước này. Đấy, đều được kết cấu bằng ba rãnh các bác ạ, để cho cái sản phẩm này nó chắc chắn hơn. Riêng về những cái sản phẩm khi mà sản phẩm này của em làm ra, nhiều bác thợ mộc mà về trực tiếp cơ sở mà cũng có cảm nhận là nhìn, chỉ cần nhìn từ chiếc ngăn kéo thôi là biết cái sản phẩm được thể hiện qua tay nghề thợ và cũng như cái trình độ kỹ thuật làm hàng rồi. Đấy, rất là kỹ các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ này, ngăn kéo này, bên trong làm sạch luôn tít. Đấy, đằng sau cũng được xoay huỳnh này. Đấy, riêng cái phần ngăn kéo thôi thật sự các bác em để đây này. Các bác nhìn này. Đây. Đấy. Nhấc lên vẫn nguyên si. Mộng này thì thật sự khẳng định với các bác là riêng mà để các bác vứt từ trên độ cao xuống thì không bao giờ lo về cái vấn đề đó bị rụng rời. Chị thường hiện nay thì người ta hay bắn đinh từ ngoài vào, chỉ cần rơi một phát thôi là nó sẽ bung hết ra các bác nhé. Riêng với những cái sản phẩm kết cấu bằng mộng tàu loại mang cá như này thì khẳng định các bác rơi không bao giờ hỏng các bác ạ. Đấy, và toàn bộ phần bên trong này của em thì được làm là 4 chiếc ngăn kéo. Đấy, 4 chiếc ngăn kéo ở 4 góc để các bác có thể để được rất nhiều những cái đồ dùng, những cái vật dụng, những cái đa năng ở trên sản phẩm này. Đấy, và sản phẩm đây thì được làm là một chiếc đôn kẹp hay là một chiếc đôn cảnh để các bác có thể để được những cái bình hoa, những cái vật trang trí này rất là đẹp. Và cuối cùng là một chiếc đôn ngồi. Chiếc đôn ngồi này em đang làm là rộng là 45 x 45. Đấy, và chiếc đôn này thì làm là 45 x 55. Đấy, và chi tiết hơn nữa thì giới thiệu với các bác thì em cũng bỏ qua trước khi vào giới thiệu. Thì toàn bộ đây các bác có thể nhìn này, từ những cái phần mộng này, hàng lối quốc sắc thiên hương, đây là lối hàng mộng tàu, hàng xuất chung. Đấy, với cái thời điểm hiện nay thì em cũng cải tiến về làm những cái dòng hương đá này để cái giá thành nó hợp lý để cho các bác có thể là trong nội địa có thể dễ anh em cùng giao lưu và cũng như là sở hữu những cái sản phẩm mà đẹp xuất khẩu như này anh em ạ. Đấy, toàn bộ mộng của em là mộng thủng các bác nhé. Đấy, lối hàng là hàng mộng thủng. Đấy, rất chắc chắn.
Sản phẩm này thì Tăng bao gồm 6 món. Nếu mà một bộ này mà hoàn thiện xong xuôi, nếu mà các bác mà thích tặng kèm cả đệm da thì cũng ấy, thì các bác nào có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cơ sở em với giá chỉ có hơn 50 triệu một chút thôi. Đấy, hơn 50 triệu một chút thôi các bác nhé. Sở hữu một cái sản phẩm dày dặn, VIP chắc chắn, phù hợp với không gian diện tích của phòng khách của nhà các bác, với một trong những cái mẫu hàng đơn giản hiện đại, thể hiện cái sự sang trọng rất đẳng cấp các bác ạ. Và em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.